À vâng, xin chào anh em. Anh em thân mến, ở ngoài Bắc ấy thì mùa nồm cũng đã sắp tới rồi, đúng không ạ? Mấy ngày hôm nay trời thì mưa phùn và quần áo thì ẩm mốc. Và khi mà mang cái máy sấy quần áo này ra dùng thì nó lại không vào điện nữa. Vâng, đây là một lời của cái bác ấy mang cái máy này đến nhờ mình kiểm tra giúp. Và hiện tại bây giờ thì nó không vào điện nữa như lời bác kể. Và tất nhiên rồi là chúng ta sẽ phải thử, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải cắm điện xem vấn đề nó như thế nào. Xem có phải là thực sự là nó bị như thế không, đúng không anh em? Đấy, như vậy là mình đã cắm điện. Và nhìn quan sát xung quanh thì cái máy này nó không có công tắc bật nào cả. Đáng lẽ ra cắm điện thì nó sẽ phải lên cái màn hiển thị ở đây, đúng không anh em? Đấy, nhưng mà nó lại không 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 có. Và bây giờ mình sẽ rút điện ra và mình tiến hành mình kiểm tra. Và bây giờ mình sẽ tháo ra nhé. Mùa này mà không có cái máy sấy này là dở rồi anh em ạ. Đặc biệt là với những gia đình mà có trẻ nhỏ, nếu như không có cái máy sấy này thì quần áo nó ẩm mốc và rất là khó chịu. Rồi anh em ạ, đây nhìn nó khá là đơn giản anh em nhé. Mình sẽ cho camera sát xuống cho anh em nhìn cho nó rõ này. Em thấy gì không? Một cái màn, một cái bên điều khiển và hiển thị, một cái bên nguồn và một cái dây le để đóng cho cái dây may so nó nằm ở bên dưới quạt này các bạn nhé. Đấy, để cho nó chạy. Đấy. Và tất nhiên rồi, mình sẽ tháo cái nguồn này ra trước để mình kiểm tra xem nó có hoạt động được hay không. Mình để mình quan sát xem nào. 25V thì theo như mình phán đoán thì cái nguồn này là nguồn 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 đầu vào là 220V và đầu ra là 12V các bạn nhé. Hiện tại bây giờ thì nó đang không hoạt động, nguyên nhân thì do đâu thì mình cũng chưa biết được. Một lát nữa mình sẽ kiểm tra và xem là nó do đâu. Mình vừa kiểm tra sơ bộ thì mình thấy rằng là cầu chì thì không đứt này và không có hiện tượng chạm chọc ở đâu cả. Với cái hiện tượng mà không có một cái lỗi lầm gì như thế này. Đấy.
điện trở cấp trước cũng không việc gì. Thì khả năng là con IC nguồn này đang bị chết đấy anh. Không biết là mình có nghi vấn có đúng hay không. Thế nhưng mà để mình kiếm ra có còn con IC này không, và nếu như có thì mình sẽ thay thử vào đây xem thế nào. À vâng, sau khi mà tôi đi kiểm tra thì hiện tại tôi cũng không có con IC nào giống như này cả. Và tôi đang thấy rất là vô lý. Tôi sẽ kiểm tra lại cái phần đầu ra của mạch. Đây, tôi sẽ để gần hơn cho anh em nhìn cho rõ nhé. Tôi sẽ kiểm tra phần đầu ra của mạch. Thì lúc nãy tôi có nói đến con IC này, nhưng mà vì là không có nên là tôi định thay thử, nhưng mà vì không có nên tôi sẽ kiểm tra tiếp phần đầu ra của mạch. Thì cái phần bên mà tay tôi đây là phần đầu vào nhé các bạn nhé. Đấy. Thì phần đầu ra của nó là phần bên này. Nó được đi qua con diode nắn thành điện một chiều và nắn vào hai cái tụ mắc song song. Là tụ này là 25V và 470mm nhé. Đây, nó là hai con tụ này nha anh em. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi đo. Anh em chờ tôi một chút để tôi đo xem nó có bị chập tải đầu ra không, bởi vì nếu như chập tải đầu ra thì nó cũng sẽ cái nguồn nó cũng sẽ không thể chạy đâu anh em ạ. Tôi đo con diode xung này xem thế nào. Con diode xung này tại sao lại lên cao thế nhỉ? Như vậy là con diode nắn điện một chiều này không sao cả. Mình sẽ đo tại trên chân tụ lọc nguồn của đầu ra nhé. Ô, sao nó lên cao thế nhỉ? Cho anh em xem luôn này. Đấy, lên kịch kim luôn anh em thấy không? Đấy, nó lên kịch kim này. Anh em để ý nhé. Lần tiên tôi đo là cái que đen nó nằm ở phía bên ngoài này. Và bây giờ tôi sẽ đổi chiều que đo nha anh em. Đổi chiều. Đấy, cho que đen nó đi vào trong đúng không ạ? Que đỏ ra ngoài. Và nếu như lần này tôi đo một lần nữa mà nếu như kim nó vẫn lên kịch này thì là cái nguồn đầu ra đang bị chập nha anh em. Đấy, anh em thấy không? Như vậy là cái phán đoán của tôi bắt đầu đúng. Và cái phán đoán ban đầu của tôi là khả năng là sai rồi. Vậy thì nó chập ở đâu trong cái khúc này đúng không ạ? Bây giờ tôi lại phải đi tìm hiểu. Thì ở đây nó chỉ có là thứ nhất là hai con tụ này mắc với nhau này, và một con điện trở nhỏ xíu này. Bây giờ tôi sẽ tháo từng linh kiện ra một để tôi đo xem nó nằm ở đâu. Và đến khi nào mà tôi đo làm hai lần, một lần là tôi đo que đen ở bên ngoài và sau đó thì tôi đổi chiều que đo đúng không ạ? Đến khi nào tôi đo làm hai lần như này. Đấy, và ngược lại như thế này. Anh em ạ, trong hai lần đo này chỉ có một lần kim đồng hồ lên giống như một cái diode bán dẫn thôi, thì là lúc đấy mới là được nha anh em. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi nhổ từng linh kiện ra một để tôi đo. Như vậy là tôi đã nhổ được hai con tụ ra rồi nhé. Đây anh em thấy không? Đấy, nó nằm ở đây đấy nha anh em. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ đo xem là nó có bị chập với nhau không. Tụ này thì nó ít chập lắm, nhưng mà tôi cũng không thể nào mà tôi không đo được, bởi vì nó chỉ có vài con đấy thôi. Đấy, nó không sao cả phải không anh? Con tiếp theo nào. Đấy, nó cũng không sao cả đúng không ạ? Vậy thì vấn đề nó nằm ở đâu? Đấy, nó còn một con điện trở bé xíu này nữa. Đấy, con này là con 102. Mình sẽ nhổ nốt cái con này ra xem thế nào nhé. À vâng, anh em thân mến, sau khi mà tôi đã tháo hết cả tụ này, đấy, cả tụ này, rồi cả con điện trở xíu xíu này ra, đấy, tôi đo, thì tôi vẫn không thể tìm được ra là nó chập ở đâu. Đấy,
mà thứ mà chỗ mà tôi không ngờ đến nhất thì nó lại, để tôi cho con tụi lên thẳng này. Rồi ok đấy. Thì tôi lại lại phát hiện ra anh em nhé. Đấy, có nghĩa là tôi đo thì tôi thấy nó chập mạch. Đấy. Thì tháo hai con tụ này ra thì không phải này. Đấy, và tháo cả con điện trở này ra thì cũng không phải. Đấy. Và anh em biết nguyên nhân nó nằm ở đâu không? Đấy, nó đây này anh em ạ. Chính nó và đồng bọn. Đấy. Đây. Đấy, nó đây anh em nhìn rõ không? Nó là một con diode anh em ạ. Nó là diode nắn sung nha anh em. Đấy. Nó được đặt đặt ở đây. Đấy. Nhiệm vụ của nó là để nắn nắn ra điện một chiều. Đấy. Lúc nãy tôi đo sơ bộ ở trên mạch thì tôi nghĩ rằng là nó không chết, nhưng mà khi mà tháo ra ngoài đo như này thì là nó đã bị chết anh em nhé. Đây đo anh em xem này. Như em đã thấy là tôi đã để kim đồng hồ, à, thang đồng hồ, thang nhân một này, chập que đo đúng không? Đấy, và bây giờ tôi sẽ đo con diode này làm hai lần nhé. Thì diode thì anh em biết rồi đúng không ạ, nó chỉ dẫn điện theo một chiều nhất định. Đầu tiên là tôi sẽ đây, tôi sẽ đo như này cho anh em nhìn này, hơi bé một tí đúng không? Đấy, anh em thấy không, nó lên kịch kim luôn. Đấy, anh em để ý tay tôi nhé, bây giờ tôi sẽ đổi que đỏ cho que đen lẫn đổi chiều nhau này. Đấy. Anh em thấy nào chưa? Thấy nguy hiểm chưa? Đấy. Con này mà diode thế này mà chiều nào nó cũng dẫn thế này thì con này là ngáo rồi đúng không ạ? Đấy. Và bây giờ thì không cần phải bàn cãi gì nữa, mình sẽ kiếm một con nào đó mình thay vào đây. Đúng không ạ? Mình sẽ kiếm một con nào đó mình thay vào đây là được đúng không? Rồi, bây giờ thì tôi lại đi kiếm một con khác để thay vào đây cho anh em xem. Và sau đó thì xem là nó có lên nguồn không nhé. Và anh em thân mến, sau khi mà tôi đi kiếm thì tôi cũng không kiếm được cái con nào nó bé xíu xíu như này cả. Và tôi đã quyết định là tôi sẽ lấy một cái con diode sung ở trên một cái main sạc của cái xe đạp điện này nhá. Sau đó tôi sẽ chế vào để xem là nó có chạy được không hay là nó lại bù đúng không? Theo quan điểm của tôi thì là nó vẫn chạy được, nhưng không biết là thế nào. Bây giờ tôi sẽ hàn vào đây để xem nó như thế nào nhé. Rồi anh em ạ, như vậy là tôi đã hàn một con diode vào đây đấy, để thay cho cái con diode bé xíu này anh em. Đây đấy, và tôi đã hàn nó vào đây đúng không ạ? Bây giờ thì tôi sẽ cắm điện thử để xem nó như thế nào nhé anh em. Bây giờ tôi sẽ cắm điện thử nhé. Đây, tôi sẽ nâng lên cho anh em nhìn bao quát nó dễ này. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ cắm điện thử xem nó thế nào. Tôi sẽ thử thôi nha anh em nhé. Đấy, anh em thấy gì chưa? Anh em thấy nó kêu chưa? Bíp bíp chưa? Đấy. Như vậy là nó đã chạy rồi đấy anh em ạ. Anh em thấy tôi sửa con này được không? Đấy, đây nguyên nhân nó đây anh em, đây chính là cái nguyên nhân dẫn đến hiện tượng là nó không vào điện đây anh em, nó chập con này đấy. Thế chứ bị... Bây giờ tôi sẽ bắt lại ốc một cách gọn gàng hơn. Đấy anh em ạ, nguyên nhân thì nó cũng chỉ có như thế thôi đấy, mình cứ phân tách ra mình tìm thôi đúng không ạ. Để lát nữa tôi sẽ cắm điện lại cho anh em xem. À chết, quên 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 chưa đo cho anh em. Đấy, bây giờ tôi sẽ đo lại cho anh em xem giống như cái lời mà tôi nói lúc ban đầu ấy. Đấy. Đây. Có nghĩa là lúc ban đầu tôi đã nói rằng là
nếu như nó không chập đúng không ạ, thì trong hai lần đo ở đây mình sẽ đổi chiều cái đo, và trong hai lần đo chỉ có một lần là kim đồng hồ nó chỉ giá trị như một diode bán dẫn đúng không ạ. Và bây giờ tôi sẽ đo lại cho anh em nhé. Đấy, chip chip bị quên anh em ạ. Thần lan lên mang lên nhân 10 đi xem. Đấy, anh em thấy nó lên không? Nó không lên kịch như lúc ban đầu đúng không? Như lúc đầu của video thì các bạn thấy là anh em thấy là nó lên đến kịch luôn. Bây giờ mình sẽ đổi chiều cái đó xem nó thế nào nhé. Đấy. Đấy, anh em thấy nó lên nó không lên đúng không? Đấy, nó lên này là lên của cái trở kháng của cái con điện trở đây đấy, chứ nó không được lên kịch đấy. Như vậy là nó mới ok được anh em ạ. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó phải không anh em, tự nhiên mà nó không lên nguồn mà lại cầu trì không đứt, mà lại không đứt mà không có hiện tượng chập cháy nổ gì cả thì chắc chắn là nó sẽ hoặc một cái mạch bán dẫn hoặc là một cái gì đó nó làm cho cái mạch nó không hoạt động được. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải kiểm tra để tìm ra nguyên nhân. Bên này thì theo anh em là lấy bao nhiêu tiền này anh em? Đấy. Rồi, vẫn cứ để nguyên này nhé, ụp xuống cho anh em nhìn luôn này. Cắm điện thử luôn đúng không ạ? Đấy, anh em thấy không? Píp píp rồi. Đấy. Đấy, anh em đâu? Đấy, ui giời. Đây là đóng quạt quay tít mù luôn này anh em này. Đấy, ui giời, chỗ này nắng rồi. Đấy. Đấy, hẹn giờ đấy anh em này. Đấy. Đấy. Ui giời, gió mạnh hơn anh em ạ. Ai chà, bỏng ghê. Đấy. Anh em thấy không? Nghe ngon rồi, đúng không? Đấy. Đấy, đấy, lỗi bé xíu anh ạ. Đấy. Ê, nguy hiểm không? Đấy. Bây giờ mình sẽ bắt vít vào và công việc tiếp theo đó chính là chờ cái ông khách ông đến ông lấy và mình xin ít tiền đấy. Mua sữa cho cháu đúng không ạ? Chả biết là nên lấy bao nhiêu tiền đấy anh em ạ. Cái này nó cũng không đáng bao nhiêu tiền, cái này mua mới hình như là có 200-300 gì đấy, mình không nhớ rõ. Tuy nhiên thì khách hàng là thượng đế mà, khi mà họ mang đến thì mình phải sửa thôi đúng không? Kể cả từ cái này hay là đơn giản hơn là cái điều khiển rất là rẻ thôi, nhưng mà họ mang đến là mình vẫn phải sửa dù ít dù nhiều cũng sửa được. Đấy, lúc đấy mới báo. Rồi, như vậy là xong rồi anh em ạ. Cắm điện lại cho chắc chắn nhé. Đấy. Đấy, đó. Ui rồi, ok luôn anh em ạ. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video, và nếu như thấy hay thì anh em hãy cho mình một like và chia sẻ nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.